Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giáng ngay chào Phật ông bà, phù hộ cho chùa chúng chánh căn thân coi này, cho cô xin cô với cô lôi cô lôi cô với ông bà cô bác cái ăn được ngủ được cái sống gì vậy mà phải hạnh phúc suốt đời đi. Cho cô lôi cô với cô xin cô ơi mình khỏe hoài tới luôn đi. Con chúc mừng nó mấy cái băng chào Phật ông bà nhiều cho lắm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di. Đến chùa Chánh Thiên Cơ, Bùi Hồ gặp một cái trường hợp đặc biệt. Chú này theo chia sẻ của sư cô thì chú có vấn đề về tâm thần hay là tâm linh không rõ, nhưng mà chú cứ việc mà lại một ngày hơn một tiếng đồng hồ và lại các tượng Phật như thế. Và điều đặc mình thấy ở đây gần á là khi mà chú lại á, rất là thành tâm và chú lại hơn một tiếng đồng hồ và tiếng lại của chú rất là vang và lớn. Chúng ta xem chú. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con giáng ngay Phật Cõi Như Lai, con giáng ngay Phật Ông Bồ Tát, con giáng ngay chào Phật ông bà, phù hộ cho cả gia đình con, để cho mẹ chúng con hết đau quá bệnh chung mình đi, cho cha với mẹ chúng con được sống gì em khỏe chung mình đi, cho cha với mẹ chúng con mạng được hơn chí đề tài dùng tiền vô hoài tới luôn đi. Con chúc mừng năm mới công an Phật Cõi Như Lai nhiều cho lắm, chúc mừng năm mới công an Phật Ông Bồ Tát nhiều cho lắm, chúc mừng năm mới công an chào Phật ông bà nhiều cho lắm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Giáng ngay chào Phật ông bà, năm nay con 39 tuổi đó, tới lúc nay con 40 đó, con tên Hoàng Anh đó, tới thấy Hoàng Anh đó. Giáng ngay chào Phật ông bà, tặng cho con được hơn chí tài dương tiền vô hoài tới luôn đi, cho con hết đau quá bệnh chung mình đi, con được sống vui vẻ khỏe chung mình đi, cho con được hơn chí tài dương tiền vô hoài tới luôn đi. Con chúc mừng nữa mấy con ăn chào Phật ông bà nhiều cho lắm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giáng ngay chào Phật ông bà, phù hộ cho trời chúng chánh cân coi này, cho cô xin cô với cô với ông bà cô bác cái ăn được ngủ được cái sống gì vậy mà phải hạnh phúc suốt đời đi. Cho cô lưu cô với cô xin cô ơi mình khỏe hoài tới luôn đi. Con chúc mừng nó mấy cái băng chào Phật ông bà nhiều cho lắm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Anh ơi. Anh ơi. Cái việc mà chú lại hơn 100 lại trước các tượng Phật ở chùa Chánh Thiên Cơ như thế này. Mỗi một tượng Phật thì chú lại hơn 100 lại và chú lại tất cả các tượng Phật ở trong chùa đây. Theo chia sẻ của sư cô thì hàng ngày từ 9 giờ đến 11 giờ thì chú lại các tượng Phật. Và việc Phật tánh của chú như thế nào mình không rõ, chắc có thể là mình sẽ nhờ sự chia sẻ của sư cô. Và hình ảnh các bạn đang thấy chú vẫn đang lại miệt mài tước các tượng Phật. Và mặc dù là thời điểm này gần 12 giờ nhưng mà chú vẫn lại như thế. Đó. Hôm nay thì con đến đây, đến chùa của mình, Chánh Thiên Cơ của mình, và gặp một khi đến để tìm hiểu về các vong linh thai nhi đó, thì có gặp một cái chú rất là lạ ở trong cái khuôn viên chùa của mình, là mỗi một tượng Phật như thế là chú lại hơn 100 lại. Vậy thì chú có thể, cô có thể chia sẻ cho con về chú được không? Dạ được con. Dạ. Chú thì thường đến chùa lắm. Chú dạ. Đến chùa là một tháng khoảng 4 lần hoặc 3 lần. Tùy theo cái công việc của chú ở nhà, chú rảnh là chú đến chùa chú lại. Nhưng mà đặc biệt cái ngày 14 với cái ngày rằm 29 với 30 là hình như là chú ít có vắng lắm. Chứ vắng ngày thường thì có, chứ còn những ngày rằm thì không có. Nhưng mà chú đến đây chú lại thì dù trời nắng 12 giờ trưa chú cũng vẫn lại. Mà chú lại hết từ trong tới ngoài, chỗ nào có bàn thờ, có ly hương là chú cứ lại à. Chú lại mà chú không có cầu riêng cho bản thân mình không, mà chú cầu cho cha mẹ ông bà và tất cả bá tánh, rồi cầu luôn cho quý sư cô trong chùa. Chú thì thấy chú không có bình thường, nhưng mà chú đặc biệt có cái chú cầu nguyện thì chú không có bỏ ai hết. Mà dù chú lại chú cũng không ngại trời nắng nắng mưa chú vẫn lại hết. Nắng mưa chú vẫn lại, mưa chú cũng vẫn đi, chú cũng vẫn lại bình thường vậy đó. Vẫn lại ngoài mưa luôn cô hả? Dạ không, vẫn lại ngoài mưa luôn, chú không có ngại nắng mưa gì hết. 12 giờ trưa cũng vẫn, chú cũng vẫn lại vậy đó. Và khi nào chú đó dành thời gian nhiều không cho việc lại Phật cô? Nhiều lắm. Yeah. Chú lại Phật trong thời gian từ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi là có khi hơn 1 tiếng rưỡi nữa. Thời gian mà chú đi đến đây là khoảng mấy giờ đến mấy giờ hả cô? Chú thường đến giác trưa vậy nè. Con thấy nắng mồ hôi của chú lại là mồ hôi nhễ nhại hết à? Mà chú vậy đó, mà chú vẫn lại bình thường, chú không có nhại gì nắng mưa hết á. Mà chú đến chứ chú xe ôm chở chú là chú đi về đi, rồi chú ở đây chú lại cho nó thoải mái rồi xuống rước chú về, chứ chú không có chịu chờ chú. Nhà mà chú đặc biệt có cái chú không bình thường, nhưng mà chú ăn mặc sạch sẽ lắm, nhà chú kỹ lưỡng lắm, từ bàn thờ chú cũng không có để cho dính miếng bụi nữa.
chú đó có vợ con gì không cô? Không, chú không có gia đình. Ở đây là cái tượng Phật mà thứ ba mà mình quay cho cô bác quý chị xem, nãy giờ trong rất là nhiều tượng Phật mà anh này ảnh lại và khấn giấy. Cúng tiền hả? Cúng tiền cho con xin cô, cúng hoa bông trái cây đồ chưng cho trời Phật công bài ngon lành tốt đẹp. Ôi, anh có tâm ghê. Chú lại ngoài kia hết chưa? Hết rồi. Còn lại... Còn lại trong đây, cạnh ngay trong nhà. Dạ. Mỗi một tượng như thế là chú lại bao nhiêu lại? Tôi cũng biết, tôi thu lại, tôi đứng hoài vậy đó, tôi cũng biết thu lại. Nhà chú gần đây không? Tôi... sáu bà mũ vô và cả muộn chút xíu à. Anh lại vậy anh có thấy mệt không? Không. Dạ. Thấy lại đổ mồ hôi hết trơn luôn. Không bao sáng lên như còn anh. Chứ lần này đi hai lần bút con hai lần 70. 70 ngàn. Rồi mỗi lần anh đến đây anh cúng dường cho chùa là 200 nghìn hả? Trong này cứ khi ăn trăm ngoài. Dạ. Anh lại từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ cô rồi lại chơi dốc với chân. Tôi lại dắt hết trơn. Cũng tiếng ngoài 2 tiếng. Lại chừng nào xong thôi à. Hiện nay thì còn bao nhiêu tượng anh chưa lại? Cũng lại dưới sau chưa lại. Ở phía sau chưa lại. Hay quá. Anh cũng lại luôn hả? Trời mưa thì tôi lại trong đây, trời nắng thì lại ngoài luôn. Rồi vậy đi, đứng cho nằm. Dạ. Quần áo rất chỉnh tề nha. Anh ấy sửa quần áo trước khi lại. Dạ. Tức là trước mỗi cái lần lại á là anh ấy đều chỉnh sửa quần áo rất là trang nghiêm. Một cái sự thành tâm đó anh. Khi nãy anh Hồ em có chia sẻ với cái câu chuyện với cô chú của anh ấy thì nói là anh ấy bị bệnh kinh phong từ nhỏ rồi, bây giờ thì anh ấy không ở với gia đình vợ con nữa mà mẹ anh ấy đang nuôi anh ấy. Nam mô A Di Đà Phật. Bị bệnh nhưng mà giác ngộ Phật pháp được như vậy thì mình thấy rất là hoan hỷ luôn á. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Có một điều là trước khi lại ở tượng nào á thì anh cũng chỉnh sửa trang phục của mình nè, và nhìn vào tượng Phật khoảng một phút thì anh đó giống như là có một cái niềm gì đó muốn nói là Phật pháp, nói với Phật. Mà chắc là anh ấy khấn nguyện ở trong tâm của anh ấy, rồi anh ấy mới phát ra lời. Con giấy ngay chào Phật Hòa Phù hộ cho cả gia đình con, thì cho mẹ chăm con hết đau có bệnh chung mình đi. Cha với mẹ chăm con để chúng diễn hết cho mình đi. Cha với mẹ chăm con mà có anh chí ta tài dùng tiền cho hoài chú tất cả luôn đi. Con chúc mừng nó mới công có như là nhiều cho lắm. Chúc mừng nó mới công an người khác nhiều cho lắm. Chúc mừng nó mới công an chờ bậc ngoài nhiều cho lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là quen nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu cho ta mẹ nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiền tài tới tới luôn đi. Rất là đáng quý luôn. Nãy giờ thì Nhân có thử đếm thử là mỗi một lần khấn giá như thế thì anh lại bao nhiêu lại không? Em không đếm được nữa. Mình thì cũng không có để ý rằng là mỗi lần khấn vái như thế thì anh lại bao nhiêu lại. Nhưng mà nãy giờ cô bác quý anh chị mà xem được cái clip này á, thì chắc có thể là hơn 100 lại mỗi tượng Phật. Và dù nắng hay mưa, anh này vẫn lại, mặc dù anh trong cơ thể anh mắc một cái căn bệnh mà hiện nay anh chỉ sống với mẹ của mình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử đếm thử anh sẽ lại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đếm thử anh sẽ giấy bao nhiêu lại. Cô bác sống gì vậy mà hai thằng bút chút ở đây.
cho cô với ông bà cô bác mạnh khỏe bà hoài tới luôn đi, ăn được ngủ được đâu bà hoài tới luôn đi. Ôi chúc mừng năm mới các ông một khỏi chúng ta nhiều cho lắm, chúc mừng năm mới các ông không mùi tát nhiều cho lắm, chúc mừng năm mới các ông chào không mà nhiều cho lắm. Nam mô di đà phật, 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 nam mô di đà phật. Chắc mình sẽ đi thôi, tại vì cô công việc cũng còn rất là nhiều. Thì mong cô bác anh chị hoan hỷ khi được xem được clip này của anh. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.